theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng lại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông đã xe. Cố bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù chẳng gian dâu chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Chia, và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ cho em lại. Để tìm được nhau, phải đâu.